Xin chào các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem một video một anh chàng đi sửa điện thoại ha. Trong tình huống này có những câu rất là hay mà sử dụng trong giao tiếp rất là nhiều ha. Nào chúng ta cùng xem video và cùng học tiếng Anh nhé. Ok, trong video này chúng ta sẽ học những thành ngữ như sau. Đây, đầu tiên thì anh này đem điện thoại tới. Ok, mở đầu video chúng ta sẽ thấy câu hỏi đầu tiên của người sửa điện thoại đó là What's wrong with your phone? Khi mình muốn hỏi là điện thoại của bạn bị sao vậy ha? Điện thoại của bạn bị sao vậy thì chúng ta sẽ hỏi là What's wrong with your phone? Đấy, câu này có nghĩa là có cái gì sai sai với cái điện thoại của bạn ha? Thì trong giao tiếp thì chúng ta hay nói là điện thoại của bạn cái gì đó bị sao vậy ha? Bị sao rất là khó tìm từ câu của nó luôn, chúng ta học đó là what's wrong with cái gì đó. Rồi, what's wrong with your phone? When you said so, my wife said she broke the screen, so can you fix it? Rồi ok, anh khách hàng này mới nói là điện thoại của vợ của anh bị bể màn hình, thì câu anh này muốn hỏi là bạn có thể sửa nó cho tôi được không? Đó là câu can you fix it, fix it for me. Chúng ta sẽ nói fix và ít vào can you fix this for me, fix it for me. Đọc nhanh là can you fix this for me. Trong giao tiếp thì người ta rất là hay đọc nối ha. The 12? Yes. Ok, no đây là chiếc điện thoại 12, iPhone 12. Sorry about that sir, my camera failed, but this looks like is the skin protect. Và sau khi này xem xét thì đó không phải là bể màn hình mà là cái miếng dán bảo vệ thôi. Sau khi này anh xem xét xong rồi, anh này nói là ok đây, xong hết rồi. Và cái anh khách hàng nói là bạn đã tiết kiệm tôi rất là nhiều tiền đấy. Thì anh này mới nói là xong hết rồi, you're good to go. You are good to go, đó là cái câu đầy đủ ha. Chúng ta đọc là you are, đọc tắt là you're good to go, you're good to go. Đây là một câu nói là tất cả mọi thứ đã xong hết rồi, đã ok hết rồi, anh có thể đi. Đây là một cái câu mà thường thường hay làm, nói là tất cả mọi thứ đã chuẩn bị, đã làm xong hết rồi, bây giờ anh cứ tiến lên. Có thể là một cái nghe nói cũng được nha. Và anh này rất là vui bởi vì không có tốn tiền gì cả, tiết kiệm rất là nhiều tiền cho anh ha. Và anh này mới nói là you're a man, you are a man, đọc tắt you're a man. Bạn là một người đàn ông, không phải dịch như vậy đâu. Câu này có nghĩa là anh, công việc của anh làm rất là tốt, anh làm tốt lắm, anh thật sự đúng là một người đàn ông đấy, đấy là như vậy ha. Và anh này nói tiếp là how much do I owe you, và anh này muốn hỏi là bây giờ trả tiền sao ha. Thì câu này dịch gốc ra là tôi nợ anh bao nhiêu tiền đấy. Chúng ta có thể hỏi câu này ha. Đó, khi mà hỏi là bây giờ trả tiền sao, mình có thể dùng câu là how much do I owe you. Owe là nợ ha. Tiếp tục. Bởi vì anh này không có sửa gì hết nên nó mới nói là that's on me. Một cái cụm that's on me, chúng ta có thể thấy là that's đó là, on là trên, me là tôi. Cái cụm này nó không có nghĩa là cái điều đó ở trên tôi, mà là tất cả mọi chi phí, tất cả mọi cái gì đó đều tôi sẽ chịu hết. Và cái câu này cũng rất là hay, thường dùng hay. Ví dụ chúng ta muốn mời ai đó đi ăn mà mình trả tiền á, thì mấy người kia nói là hùng đi, trả đi. Thì mình sẽ nói là that's on me, có nghĩa là để tôi trả. Thì chúng ta muốn nói gọn là để tôi trả, đó là that's on me. Là một cách nói rất là ngắn gọn ha, không có dùng những cái từ vựng phức tạp gì cả. Và anh này nói không thể như vậy được. You gotta get at least, đây là một you gotta, nó viết tắt là you got to. Cái này nó có nghĩa là bạn phải nhận ít nhất, đọc là you gotta get, rất là gọn luôn. Giao tiếp họ dùng những từ này. Và khi các bạn viết ở trường á, thì đừng bao giờ viết từ gotta như vậy nhé. Đọc giao tiếp nói được ha.
You gotta get at least, bạn nên nhận ít nhất, bạn phải nhận ít nhất là bao nhiêu tiền nữa ha? À, thì cái này mới đưa là cho này là 20 đô. Something to drink. À, và anh này mới nói là get something to drink. À, get something to drink là mua cái gì đó mà uống đi. À, đây là một cái câu nói cũng rất là hay. À, là hãy mua cái gì, hãy cầm lấy và mua cái gì đó uống đi nha. Đó. Thanks sir, appreciate it. À, và cái anh này mới nói là appreciate it, à, nói lại appreciate it, appreciate it. À, appreciate có nghĩa là rất là trân trọng, rất là cảm ơn vì cái điều đó, à, rất là trân trọng vì cái điều đó ha. Rồi, thế là anh này cũng mới cầm cái máy đi về. Và anh ấy nói là she's gonna be, có nghĩa là vợ anh ta, she's gonna be happy now. Thì câu này có nghĩa là bà ấy sẽ rất là vui bây giờ đây. Giờ đây thì bà ấy sẽ rất là vui. Chúng ta có thể nhìn thấy là khi chúng ta học ngữ pháp á, thì có now thì chúng ta phải viết thể hiện tại tiếp diễn, đúng không? Thật ra những gì mà chúng ta giao tiếp hàng ngày nó rất là khác. Dùng now nhưng mà ở đây dùng thì tương lai gần nè, she's going to be nè, she's going to be, viết tắt là she's gonna, she gonna, đọc tắt là she's gonna. Đó, và chỉ có giao tiếp thì nó mới dùng những cái kiểu như thế này. Và khi mà chúng ta giao tiếp nhiều với người bản xứ thì chúng ta mới biết những cái này. Nếu không mà chúng ta sẽ nghe gonna là cái gì ta, gonna là cái gì ta. Đó, nhiều khi là do, you are đọc tắt là do, chúng ta không có biết. Nên học từ vựng qua những cái tình huống giao tiếp như này rất là tốt nha. Ok, nếu các bạn của em thấy video của thầy hay thì cho thầy một like. Và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục học những video thú vị về học tiếng Anh nha.